Tại Mỹ, do tác động của dịch COVID-19, số lao động thất nghiệp đã tăng cao kỷ lục lên tới hơn 26 triệu người. Những du học sinh Việt Nam tại đây đang rất lo lắng về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu thêm từ phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Quỳnh Anh là sinh viên năm cuối trường cao đẳng thời trang Lim, thành phố New York. Chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm tốt nghiệp. Nhưng đến nay, dự định thực tập và công việc của Quỳnh Anh đã ít nhiều bị thay đổi do tình hình dịch bệnh. Hiện tại mình đã bắt đầu tìm kiếm cái công việc thực tập rồi. Thế nhưng mà thú thật là có một chút hoang mang lo sợ, bởi vì là công việc thực tập vào mùa hè thì hầu hết các công ty đều đã hủy rồi. Thế còn vào mùa thu thì mình vẫn chưa biết rõ được sẽ như thế nào. Và đặc biệt là cái ngành thời trang đang bị tác động và ảnh hưởng rất là lớn sau cái đợt đại dịch này. Đây cũng là lo lắng của Minh Nguyên, sinh viên năm cuối đại học Brandeis và nhiều du học sinh Việt Nam khác tại Mỹ trong thời điểm này. Là người hăng hái trong các hoạt động phong trào, vừa qua Minh Nguyên cùng các anh chị đã đi làm, tổ chức một buổi trao đổi để định hướng nghề nghiệp cho các bạn sắp ra trường. Mình rất vui khi chương trình nhận được sự quan tâm nhiệt tình không chỉ từ các bạn sinh viên mà còn từ các bậc phụ huynh. Buổi trao đổi đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về phương pháp cũng như là chiến lược tìm kiếm việc làm cho các bạn trẻ. Hiện nay tại Mỹ, số lao động thất nghiệp đã tăng cao kỷ lục lên tới hơn 26 triệu. Tuy nhiên, theo đánh giá, cơ hội việc làm ở một số ngành nghề hiện nay vẫn là rất lớn. Có rất nhiều cơ hội tuyển dụng tăng đột biến trong các nhóm ngành như giáo dục và giải trí trực tuyến, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là thương mại điện tử. Một ví dụ mà chúng ta có thể thấy đó chính là trong tháng 4 vừa qua thì tập đoàn Amazon tại Mỹ đã có nhu cầu tuyển dụng hơn 100.000 nhân lực. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đại dịch COVID-19 đã tàn phá thị trường lao động. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nó đang góp phần đẩy nhanh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như xu hướng tự động hóa trong sản xuất. Từ góc độ của các tập đoàn tuyển dụng thì đại dịch lần này cũng góp phần thúc đẩy cho sự chuyển đổi số trong hoạt động và cấu trúc của các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Vì vậy, các bạn sinh viên cần phải tự trang bị cho mình thêm những kiến thức và kỹ năng trong thời đại 4.0 như là phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để có thể đáp ứng được với nhu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe và chuyên nghiệp hơn trong tương lai. Khó khăn trong vấn đề việc làm hiện nay không chỉ xảy ra tại Mỹ mà ở nhiều nước khác trên thế giới. Trong bối cảnh đó, quốc gia nào sớm khống chế được đại dịch sẽ có điều kiện đi trước một bước để nối lại các hoạt động kinh tế và khôi phục thị trường lao động. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.